Trước đây thì chị cái nếp nhăn của chị là rất là nhiều ở trên hai cái vùng mắt này này với lại dưới này rất là nhiều, nhưng mà nhờ chị đến với cái công nghệ bên em thì chị thấy là nó cải thiện rất là nhiều. Rất là đặc biệt là bây giờ là cảm tưởng là cái da mặt của mình nó rất là căng đó, cho nên là chị cũng rất là hài lòng cho bên công nghệ của bên em. Thì chị hy vọng là chị sẽ giới thiệu bạn bè của chị đến đây để làm cái công nghệ này. Thì phụ nữ mà giờ cái tuổi này thì đương nhiên là nó phải có một chút chảy xệ, thế là chị cũng hy vọng là chị giới thiệu bạn bè chị đến đây để làm cái công nghệ này để cho chị em phụ nữ ngày một tự tin hơn. Baby Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Baby Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,